Sau bao nhiêu hiểu lầm và giận dỗi, thì Cố Ngụy đã dùng tuyệt chiêu chí mạng để dỗ dành Lâm Chí Hiệu. Anh đem vòng tay mà bà nội để lại cho mình, đem tặng cho Hiệu Hiệu. Đây là món quà đầu tiên bà được ông nội tặng, hay nói cách khác, vòng tay này chính là tín vật tình yêu của hai ông bà. Anh đem nó tặng cho Hiệu Hiệu cũng là ngầm ý tỏ tình với cô. Bà bảo anh hãy tặng cho người mình thích và anh đã làm theo đúng ý bà. Hành động này của Cố Ngụy khiến cho Hiệu Hiệu cảm động không nói nên lời. Không chỉ vậy, Cố Ngụy còn tuyên bố thích Lâm Chí Hiệu và mong muốn cô sẽ làm bạn gái của anh. Anh còn hỏi cô có thích anh hay không, có muốn ở bên cạnh anh hay không. Lâm Chí Hiệu bị anh xoay mòng mòng, nhất thời không nói lên câu, vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, Cố Ngụy đã bày tỏ tình cảm của mình, còn Lâm Chí Hiệu cũng nhận được lời yêu mà cô hằng mong ước. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.